Rồi, chào các bác. Hôm nay lại đi quay rồi. Để các bác xem có cây gì nha. Chỗ này chỉ có mỗi nhà vườn đấy thôi, quay ở đây thôi. Thì nếu vào cái nhà vườn đằng kia quay thêm, tôi thấy cái cây chắc này lạ lạ, rất hay. Ùm trên cái hòn đá xi măng nhân tạo này. Khá là hay. Xem nào, đây có gì không? Xem người ta làm như nào bác nhá. Ở dưới có nước rồi bác. Ở dưới là nước bác nhá. Đây hòn đá này là đá nhân tạo rồi. Trên một cái phôi đá chắc cũng bình thường thì người ta đắp xi măng lên. Đó. Nhìn nhiều cây tưởng cây rất là hoành tráng nhưng mà không có gì lắm các bác. Đây. Đây là lộc non. Đây gốc của nó đây. Gốc đây. Gốc nó lẫn vào màu xi nữa, khó nhìn. Gốc đây các bác. Rất non xanh. Đây, cái ngọn này. Ngọn. Bên kia là một cái gốc khác chứ không phải là gốc này. Bên phía bên kia đúng không? Phía bên này. Đây. Chắc các bác nha. Bên phía bên này thì rất là quái. Đấy, đứng góc bên này. Tí nữa bà chủ ra, đi bà chủ ra hỏi ba tiền các bác nhé. Rồi thấy ngồi uống nước này, không thấy đâu rồi. Đấy. Chắc cái củ này bà nó quát tin nhá. Thằng quan đấy. Đấy. Thì chắc bên này lúa lúa này thì lâu có lâu rồi, chưa thể bán được. Các bác mà theo dõi cái những clip của tôi quay ở đây thì có một cái cặp thông rất đẹp này, nhưng mà hôm nay thấy nó còn mỗi một cây thôi. Cây nho nhỏ thì bán mất rồi thì phải. Một đôi nhưng hôm nay thấy còn một cây thôi. Rất dày. Rất đổ, rất dày. Phi lao thì đúng hơn các bác. Giống phi lao này nó khá là giống thông. Rất là dày. Xem cái bệ của nó nhé. Trước quay trước kín đi. Nào lấy nét đi nào. Gớm phết. Sẹo này hơi tinh, hơi to. Chắc phải lũa cái sẹo đấy đi các bạn. Tìm nhìn nó mới liệu. Cái này vướng quá. Để đi ra ngoài thì mình phải. Sao sao. Đây, nhìn cái xa đó kìa. Có cái tùng la hán cũng hay. Mè dáng lão. Mè dáng lão. Đây cái bệ của nó. Có cái cành buông xuống rất là lão nè. Ngày thường chỉ quay ở đây thôi chứ chả có bày bán nhiều bác, mà chỗ này mới có nhiều đâu. Chỗ kia thì tản mát một vài cây thì có phiên mới nhiều đâu. Phiên chính thì nhiều quá. Mè dáng lão.
xanh, cặp đôi xanh tổ đình này, đôi xanh tổ đình ôm khá nhưng mà tay tán lại hơi non. Đây, một đôi rất giống nhau á. Thấy một cái cây xanh rất là hay ở trong này, bệ rất đẹp. Vào quay tí. Phải lách vào á, chật lắm. Kiếm sao sao lũ ơi. Ba cái sam lúa, bốn cái sam lúa mới, bốn cái sam lúa mới. Đây này, cây xanh quê này, nhưng mà tôi thích cây xanh quê này. Chính ra mà chơi được xanh quê mới hay quá. Mẹ nó rất là đều. Cô mấy có cây xanh này hay quá nhỉ. Chụp ảnh mất tiền đấy nhá, phải chụp công luôn nhá. Đây này, tôi thu tiền đấy, mỗi lần 5.000. Cây này bao tiền đấy cô? Đâu? Cây xanh này có cái tiền chụp tiền tối lên 5.000. 4 triệu. Đấy, mình định bảo 5 triệu, bà lại bảo 4 triệu thôi. Đang bán hộ đấy. Này cả nước biết. Ôi không vào được. Đấy làm đôi cổng ấy về chơi được. Càng để lâu càng đẹp. Xanh quê quá. Đây không vào được. Lùa lùa vào. Cái kia thì không giúp được vào được. Đẹp. Chụp ảnh lấy mẫu là phải bán đắt đấy nhá, không phải 5.000 đâu, 50.000 đấy. Vâng. Cây này. Đây trước mặt đấy, cây đây này, đây này, đây này, đây này. Cây có vẻ trông như cây sao nó tuột hết quả đấy rồi. Người ta cạo ra lại đây này. Cạo nó chết. Vẫn cây cạo vỏ nó chết. Giống đây thế ạ. Ừ. Giống cây nó khỏe. Cháu ơi cái cây me này đẹp à? Vâng. Me cao rồi. Đây me dáng lão. Bà này bà cháu tay nó phải ngồi bà nắn. Mai mới ra được. Mắt. Đấy. Cây me. Mấy hôm trước đòi 7 triệu hay mấy triệu không nhớ đấy. Đó. Cây này kìa. Cây cây. Rồi, hôm trước bà ấy đòi 7 triệu hay mấy triệu không nhớ. Cây me này á. Rồi. Bà bán cây này.
đây cái xanh này, năm điểm, năm điểm, năm điểm đây, đấy rất đẹp. Giật cái ngọn lên đây thì hơi thô, mà được giá gấp nó cũng được rồi, ổn định trong chậu rồi, làm kỹ thôi. Hai cái tùng La Hán khá ổn. Có thêm cái củ suối này. Đấy. Chung là góc hôm nay chỉ có vậy thôi. View lại cho các bác xem. Đấy. Nói chung hôm nay tôi thấy có 4 cây thanh sam lúa mới này. Cái cây gì nhỉ? Chắc mang đá với lại hai cái cây tùng La Hán và cây xanh, nhưng mà tôi thích cái xanh quê ở đấy. Đấy, lại lượt đúng không nhá. Đấy, cái xanh thông thường nhìn từ xa tôi thích rồi. Đấy, về chắc sửa lại cái cây bên này. Cái nào không? Cái gì đấy? Cái sứ kìa. À. Rồi. Mua à cô? Bán. Một cây thông này bán rồi cô. Còn. Để đâu mà lại không mang ra? Để cho mày á? Không, mà để đâu mà lại không để nó một đôi ở đây cho đẹp. Cây một. Các bác thì làm giúp cô tí nhá.